Và lúc này thì ông đã nhường chiếc ghế cho huấn luyện viên Park Chung-kyun, huấn luyện viên người Hàn Quốc. Và đây là trận đấu thứ hai mà huấn luyện viên Park Chung-kyun dẫn dắt câu lạc bộ Hà Nội. Ở trong trận đấu đầu tiên mà huấn luyện viên Park Chung-kyun dẫn dắt câu lạc bộ Hà Nội thì đội bóng của ông đã để thua 0-1 trước câu lạc bộ Topilan Bình Định. Đây là đội hình xuất phát của câu lạc bộ Hà Nội. Quý số 36 Phạm Văn Phong là người chấn giữ khung thành, số 44 Papa Diakite và số 47 Papa Kebe. Trọng tài chính điều khiển trận đấu này đó là ông Trần Văn Lập. Như vậy là cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Sài Gòn đã bắt đầu. Đội bóng vào lúc này đang đứng ở vị trí thứ 10 với 13 điểm. Với khoảng cách lên tới 15 điểm so với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, cơ hội để câu lạc bộ Hà Nội có thể cạnh tranh ngôi vô địch là hầu như không còn. Mục tiêu khả dĩ của câu lạc bộ Hà Nội vào lúc này là nằm trong nhóm đội sẽ thi đấu cạnh tranh ngôi vô địch. Rất đẹp. Pha bóng xử lý quá đẹp của cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội. Đó là pha xử lý của Giovane. Ngay ở phút thứ 3 của trận đấu, Giovane đã có được bàn thắng cho các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội. Anh đã ghi bàn vào lưới của đội bóng cũ. Cuộc đối đầu ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2, chúng ta hãy cùng xem lại pha xử lý của Giovane. Cú dứt điểm cực kỳ kỹ thuật của Giovane. Ở một góc rất khó, nhưng Giovane đã có một cú lốp có thể nói là rất nhạy cảm. Pha lốp bóng khiến cho thủ thành Phạm Văn Phong không có nhiều phản ứng. Rất kỹ thuật. Tố chất kỹ thuật chính là điều mà câu lạc bộ Hà Nội đã chiêu mộ Giovane. Tuy nhiên từ đầu mùa giải đến giờ, cầu thủ người Brazil không được. Pha phản công của các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội. Văn Quyết, Văn Toàn sút bóng không vào, bóng đã trúng vào sàng ngang. Đó là cú dứt điểm của Quang Hải. Suýt chút nữa thì có được bàn thắng thứ hai từ một tình huống tấn công tăng tốc ở phía hành lang bên trái. Nhịp không chế bóng của Quang Hải rất tốt. Anh bắt vô lê rất nhanh sau nhịp không chế bóng đầu tiên. Và pha dứt điểm khiến cho thủ thành của câu lạc bộ Sài Gòn không có nhiều phản ứng. Trong đội hình dự bị của câu lạc bộ Sài Gòn vào lúc này còn có một cái tên khác, đó là Đỗ Melo. Như vậy là đã có bàn thắng cho câu lạc bộ Sài Gòn, một bàn thắng đến rất bất ngờ. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống dẫn tới bàn thắng của câu lạc bộ Sài Gòn. Một đường truyền bóng bổng lên và pha không chế bóng rất gọn ghẽ. Một pha bóng rất đơn giản xuất phát từ đường truyền của Cao Văn Triền và hàng hậu vệ của câu lạc bộ Hà Nội đã chơi mất tập trung ở tình huống này. Pha không chế bóng rất kỹ thuật của cầu thủ bên phía câu lạc bộ Sài Gòn. Đó là tình huống xử lý của Mạnh Cường, người trước đó đã không thực hiện tốt một đường truyền vào bên trong. Nhưng trong như vậy sau khi bị gỡ hòa thì huấn luyện viên Park Chung-kyun đã lập tức có sự thay đổi. Những pha luân chuyển theo bề ngang, họ vẫn chưa tìm ra được nhiều khoảng trống. Sút bóng, pha dứt điểm là của Giovane. Lần này thì cú dứt điểm của cầu thủ người Brazil, bóng đã đi vào xà. Và như vậy là hiệp 1 của trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Sài Gòn đã khép lại với tỷ số 1 đều. Như vậy là hiệp 2 của trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Sài Gòn đã bắt đầu. Giovane, Văn Quyết, Giovane. Pha dứt điểm từ xa.
trong một bài phỏng vấn mới đây. Một pha chuyền bóng hỏng của cầu thủ bên phía câu lạc bộ Hà Nội không được. Đó là cơ hội cho Papa KB. Một pha chuyền bóng hỏng nhưng rất may thủ thành Bùi Tấn Trường đã phản xạ xuất sắc. Đánh đầu không được. Không có bàn thắng thứ hai cho câu lạc bộ Hà Nội. Dường như đã có một sự nôn nóng nhất định trong những pha chơi bóng của các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội. Anh em quán cái chuyển đi đến lần ra thôi mà mình lại lối ba người mình lối nhau lên mà chơi mới đâm đổi nhau được. Chiếc thẻ vàng cho số 6 bên phía câu lạc bộ Hà Nội, Đậu Văn Toàn. Sút bóng không vào, pha phản xạ rất hay, vẫn còn không được. Thủ thành Văn Phong đã có một pha phản xạ quá hay với pha ra trận vừa rồi. Như vậy là đã có bàn thắng tiếp theo cho câu lạc bộ Hà Nội. Và lại là Giovanni. Cú đánh đầu của Giovanni. Sút bóng. Cú bắt vô lề của Văn Quyết. Nhưng bóng dường như đã ăn lên ấm đồng. Câu lạc bộ Hà Nội dường như chuẩn bị tiếp tục có sự thay đổi người. Đây là một pha thoát xuống của câu lạc bộ Sài Gòn. Và dứt điểm khó của Daisuke Matsui. Thành Lương. Vẫn là Thành Lương. Văn Quyết. Đánh nhau. Tỷ số được nâng lên là 3-1 cho các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội. Và lần này là Bruno. Bruno là người lập công. Không ai theo kèm Bruno ở tình huống này và anh đánh đầu rất thoải mái sau cú chào bóng của Văn Quyết. Khi đội hình của câu lạc bộ Sài Gòn đã đẩy lên cao, khoảng trống đã lộ ra. Pha bay người cản phá rất đẹp của thủ môn Bùi Tấn Trường. Trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và câu lạc bộ Viettel vẫn đang có kết quả là 1-1. Cú dứt điểm từ xa không vào. Pha dứt điểm rất đẹp. Cú dứt điểm của Bruno. Quan sát thấy thủ thành của câu lạc bộ Sài Gòn lên hơi cao. Bruno đã có một cú lốp bóng có thể nói là rất đẹp mắt. Chỉ chệch một chút ít thôi. Suýt chút nữa đã có bàn thắng thứ 4.